đã đến với kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Trong bóng đá, ai cũng muốn xem những pha xử lý đỉnh cao hay những siêu phẩm đẹp mắt. Thế nhưng trong một ngày không may mắn, những cầu thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể mang lại tiếng cười và sự khó hiểu từ những pha bóng lỗi. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc tấu hài, những tình huống xử lý đi vào lòng đất khiến người xem không thể nhịn được cười nhé. Đối với những hậu vệ, việc mắc sai lầm ở phần sân nhà có thể tạo ra một cơ hội ghi bàn cho đối phương. Và trong tình huống này, không chỉ một mà đến hai cầu thủ phòng ngự mắc lỗi ngớ ngẩn để biếu không bàn thắng cho đối phương. Sau pha phất bóng bổng, hậu vệ đầu tiên tung người móc bóng hụt. Đến cơ hội thứ hai, anh chàng số 17 lại trượt chân và tiếp tục phá hụt bóng. Đương nhiên, tiền đạo không thể bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm cận thành ghi bàn ở khoảng cách rất gần. Đoán trước được hướng xuất phạt của đối thủ, Ander Herrera đã rời bỏ hàng rào về phía cột xa để đứng. Thế nhưng không biết vì quá tự tin hay còn lý do nào khác mà De Gea đã ra dấu cho tiền vệ người Tây Ban Nha quay trở về chỗ cũ. Cuối cùng, cú xuất phạt của đối thủ lại bay đúng về chỗ mà Ander Herrera đã chọn từ trước. Không có đồng đội bọc lót lại phán đoán sai hướng, De Gea đứng chôn chân và bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Trước khi có những Bùi Tiến Dũng, Văn Lâm hay Văn Toản, đã có thời kỳ thủ môn là vị trí gây ra nhiều lo lắng nhất cho người hâm mộ Việt Nam. Rõ ràng cú sút này của tiền đạo bên phía Indonesia là cực kỳ đơn giản khi bóng đi chậm và hướng thẳng về phía thủ môn. Thế nhưng như bị ma nhập, thủ thành người Nghệ An lại bất ngờ để lọt bóng qua hai chân và khiến Việt Nam bị chịu một bàn thua không thể oan ức hơn. Có lẽ tình huống hỏng ăn này chính là lý do khiến cho Bayern Munich bán đứt Joshua Zirkzee thay vì cho cơ hội ở lại thi đấu. Đối mặt với thủ môn ở tư thế trống trải, chân sút trẻ người Hà Lan dễ dàng lừa bóng và trước mặt chỉ còn khung thành trống. Thế nhưng thay vì dứt điểm ngay, Zirkzee lại cố tình treo ngươi và thông dong dẫn bóng. Kết cục là hậu vệ đội bạn đã kịp can thiệp từ phía sau và cứu được bàn thua trông thấy này. Mặc dù sở hữu Eric Bailly, thế nhưng hàng phòng ngự của Olympic bờ biển Nga vẫn tỏ ra cực kỳ thiếu tập trung trong tình huống này. Mặc dù có tới 4 cầu thủ và cả thủ môn trong vòng cấm, thế nhưng tất cả lại thi đấu cực kỳ lóng ngóng và không thể xử lý được một pha bóng đơn giản. Cuối cùng, bóng lại quay về đúng chân của Rafa Mir và tiền đạo của Olympic Tây Ban Nha không bỏ lỡ món quà từ trên trời rơi xuống này.
Người ta vẫn thường nói thời tới cản không kịp, và câu nói này quả thực rất phù hợp với pha ghi bàn của Strasbourg. Trong một nỗ lực phòng ngự, một hậu vệ bên phía Linh đã tung ra cú phá bóng rất mạnh lên phía trên. Thế nhưng không biết run rủi thế nào mà bóng lại bật thẳng vào mặt của tiền đạo đồ bạn và bật lại vào khung thành. Dù hơi đau, thế nhưng đây quả là một pha ghi bàn may mắn nhất trong sự nghiệp của anh chàng tiền đạo này, và thủ môn của Linh thì cảm thấy không thể bất lực hơn nữa. Thi đấu xuất sắc kể từ đầu trận, thế nhưng chỉ một sai lầm mà thủ môn Hradecki đã biếu không cho tuyển Tây Ban Nha một bàn thắng. Chọn sai vị trí, người gác đền của tuyển Slovakia rời bỏ khung thành và mãi đuổi theo Gerard Moreno. Chỉ sau một đường phất bóng, toàn bộ hàng thủ lẫn Hradecki đã bị đánh lừa và giúp cho trung vệ Laporte dễ dàng ghi bàn từ pha bật cao đánh đầu khá đơn giản. Nếu như Pháp không thể giành chiến thắng ở trận chung kết World Cup 2018, không biết Hugo Lloris sẽ phải nhận bao nhiêu lời chỉ trích và miệt thị. Mặc dù là một tình huống cực kỳ đơn giản, thế nhưng người gác đền của Tottenham lại chuyển thẳng bóng về chân của Mandzukic. Tiền đạo người Croatia dễ dàng ghi bàn sau khi trước mặt anh chỉ còn là một khung thành trống. Mặc dù là một sai lầm vô cùng ngớ ngẩn ở trận chung kết World Cup, thế nhưng tỷ số khi đó đã là 4-1 cho Pháp và chức vô địch vẫn thuộc về những chú gà trống Gaulois. Nhiều cổ động viên không biết rằng trước khi là tiền đạo số 1 của Tottenham, Harry Kane từng phải chơi ở vị trí thủ môn. Nguyên nhân của điều này là thủ môn Spurs bị trút quyền thi đấu và Kane trở thành người gác đền bất đắc dĩ. Đối mặt với cú sút phạt khá đơn giản của đối thủ, tiền đạo người Anh có pha bắt bóng không thể nghiệp dư hơn khi khiến cho bóng lọt qua tay rồi lăn vào gôn. Đương nhiên cũng không thể mong chờ điều gì từ một thủ môn tay ngang như Harry Kane phải không nào? Nếu như tình huống này trở thành bàn thắng, có lẽ Ba Lan mới là đội vượt qua vòng bảng Euro chứ không phải Thụy Điển. Sau đường tạt bóng từ pha đá phạt góc, Lewandowski tung ra cú đánh đầu rất mạnh, đưa bóng bật tay thủ môn rồi bật vào xà ngang. Thế nhưng đen đuổi vẫn chưa thôi đeo bám chân sút Ba Lan trong trận đấu này. Bóng bật ra, Lewandowski tiếp tục đánh đầu ở khoảng cách chưa đầy 2m và thêm một lần nữa bóng bật xa trong sự tiếc nuối của hàng vạn cổ động viên. Có lẽ các bạn đã có những giây phút cực kỳ thư giãn và thoải mái khi theo dõi những tình huống xử lý đi vào lòng đất vừa rồi phải không nào? Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!